Qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, Công an thành phố Long Xuyên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra một kho chứa hàng trên địa bàn phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, phát hiện và tạm giữ gần 15.000 đơn vị sản phẩm nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn là hàng hóa nhập lậu. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 12, tổ công tác của đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Long Xuyên phối hợp với Công an phường Mỹ Long và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất kho chứa hàng của hộ kinh doanh Tường Vi tại số 98 đường Chu Văn An, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên do ông Dương Văn Thức sinh năm 1975 trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên làm chủ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong kho hàng có chứa số lượng lớn hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn là hàng hóa nhập lậu, gồm 6.580 hộp nhang mũi, 4.200 hộp nhang thơm, 3.600 bộ bài tay, 523 can nước giặt và 48 chai nước tẩy. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thức không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, để mang đến không gian hưởng thụ văn hóa phong phú đa dạng cho người dân thành phố, tối ngày 2 tháng 12, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, góp phần tạo nơi thư giãn, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Trình diễn và xem nghệ thuật biểu diễn đường phố những năm gần đây là loại hình nghệ thuật phổ biến được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng các hoạt động trình diễn bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Và những màn trình diễn ảo thuật thú vị thu hút rất đông người dân đến xem và vui chơi giải trí xung quanh khu vực này. Riêng trình diễn mang tính chất cộng đồng, phục vụ miễn phí nên sân khấu cũng được bài trí linh động ngay giữa lòng phố đi bộ. Người dân sẽ đứng thành hình vòng tròn và có thể xem một cách bao quát mọi hoạt động diễn ra tại đây, tạo sự gần gũi và dễ dàng giao lưu với khán giả hơn. Vừa thỏa đam mê yêu âm nhạc, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cho mọi người. Mục đích của tụi em thì mang đến niềm vui cho tất cả mọi người ở thời gian Long Xuyên sau những ngày dài mệt mỏi khi làm việc. Và tụi em cũng truyền tải những cái thứ âm nhạc đến tất cả quý vị. Vì âm nhạc sinh ra là để kết nối tất cả mọi người lại với nhau, cho nên tụi em là muốn dịp cáo hứng đến tất cả cho mọi người. Đến đây vào dịp cuối tuần, không để chỉ giải trí mà còn là một nét văn hóa hiện đại và hội nhập. Người đến tham gia trình diễn hay đơn giản là lắng nghe, xem và giao lưu, không chỉ là sự tò mò, hiếu kỳ mà còn là một thói quen thưởng thức nghệ thuật đậm chất đường phố, mang tính sáng tạo và không khác gì chương trình chuyên nghiệp ở các sân khấu. Thì lần đầu em được tiếp xúc với cái mô hình như thế này thì em cảm thấy rất là thích thú và em muốn cái mô hình này mở rộng ở Long Xuyên hơn, tại vì khi một ngày mà em làm việc hoặc là em học tập thì em sẽ đối với người yêu âm nhạc như em thì em cần những nơi như thế này để em thỏa mãn cũng như là để xả stress cho những cái ngày mệt mỏi của em. Chương trình văn nghệ đường phố cuối tuần không chỉ làm phong phú đa dạng thêm các hoạt động phục vụ nhu cầu văn hóa nghệ thuật của người dân tại phố đi bộ, mà thông qua đó còn góp phần tạo không gian mang tính cộng đồng, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, văn minh đô thị, đặc trưng của vùng đất Long Xuyên. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2022. Nội dung của kỳ họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã thảo luận xem xét các báo cáo chuyên đề của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ dành nhiều thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn của giám đốc các sở ngành có liên quan tại kỳ họp lần này và phần trả lời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao đổi và nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những vấn đề có liên quan đến trả lời chất vấn của giám đốc các sở ngành. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri có phản ánh kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng đối với kỳ họp, liên lạc số điện thoại 02963 852011.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xuất hiện sản phẩm thuốc lá thế hệ mới với tên gọi là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng được quảng bá ít độc hại, thậm chí không gây hại cho người dùng. Tuy nhiên, cả hai đều chứa thành phần nicotine là chất gây nghiện vốn có ở thuốc lá truyền thống. Theo đó, thì nicotine được xác định là nguyên nhân liên quan đến hàng loạt bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, ung thư vân vân. Sử dụng nicotine quá liều còn dẫn đến tình trạng ngộ độc. Như vậy, thuốc lá thế hệ mới vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và điều đáng bận tâm khi đối tượng sử dụng lại là giới trẻ. Thuốc lá thế hệ mới gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vẫn chứa độc tố giống thuốc lá truyền thống với thành phần nicotine. Thuốc lá điện tử được đun nóng và quá hơi, thuốc lá đun nóng vận hành với cơ chế dùng nhiệt độ cao tạo ra khói. Đã có nhiều phân tích, dù hình thức hơi hay khói đều chứa nhiều độc tố xâm nhập vào cơ thể người dùng khi hít vào. Vì thế, thông tin quảng cáo ít độc hại, không độc hại là chưa phù hợp nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Do chỉ xuất hiện trên thị trường thời gian ngắn nên bệnh nhân đến cơ sở y tế, bệnh viện vẫn giới hạn về số lượng. Tuy nhiên, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện liên quan đến thuốc lá thế hệ mới, tự chung độ tuổi thanh thiếu niên. Thuốc lá thế hệ mới bao gồm là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Thì cả hai này đều sử dụng là thiết bị điện tử, dùng nung nóng để phun khí dung cho người hút thuốc lá hít vào. Thì dung dịch của chất thuốc lá thế hệ mới thì rất là độc hại. Trên 6.000 cái hóa chất độc hại, trong đó đặc biệt là cái nicotine. Thì thuốc lá thế hệ mới đã được chứng minh, gần đây đã chứng minh là viêm phế quản mãn tính, bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, xuất huyết não, ung thư phổi và các ung thư khác. Ngoài ra, thuốc lá thế hệ mới nó còn gây tác dụng cho những người hút thuốc lá thụ động như trẻ em và phụ nữ. Khoa nội tổng hợp cũng tiếp nhận một số trường hợp là hút thuốc lá thế hệ mới nhập viện trong trạng thái là kích thích, giật giả, co giật, lo âu, loạn thần là do sử dụng hút thuốc lá thế hệ mới. Thành phần nicotine có trong thuốc lá thế hệ mới tương đồng với thuốc lá truyền thống nên chúng vẫn là tác nhân nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe, tương tự như bệnh nhân có bệnh lý liên quan đến sử dụng thuốc lá truyền thống. Theo đó là tổn thương tế bào phổi không hồi phục, cùng các nguy cơ đột quỵ, xuất huyết não, ung thư dạ dày và ảnh hưởng đến người xung quanh. Ngoài ra còn là nguy cơ cháy nổ trong quá trình sử dụng. Sự xuất hiện của thuốc lá thế hệ mới là thực trạng đáng quan ngại khi đối tượng sử dụng chủ yếu là thanh niên, thậm chí ở lứa tuổi học sinh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Do đó, nhà trường và phụ huynh cần quan tâm theo dõi tâm lý và thái độ học tập của học sinh để nhận biết dấu hiệu bất thường. Phụ huynh mình nên quan tâm đến con em mình, quan sát thấy có những biểu hiện như là chậm chạp, lo âu, thờ ơ, là những dấu hiệu đó là đã có nghiện về hút thuốc lá thế hệ mới, thì để kịp thời điều trị cho con em mình, giáo dục cho con em mình là hiểu được về cái độc hại của thuốc lá thế hệ mới gây ra bệnh tật nguy hiểm. Thuốc lá dù ở dạng nào đều là tác nhân gây ra hàng loạt bệnh tật lẫn cộng đồng và môi trường sống. Xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tiến đến xã hội tốt đẹp, môi trường không khói thuốc. Hãy nói không với các sản phẩm thuốc lá và từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư dự ký quyết định số 2872 trên quy đề OBND về việc chọn 33 xã điểm, 3 huyện thị xã điểm nông thôn mới và 1 huyện nông thôn mới nâng cao tập trung chỉ đạo hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2021-2025. Theo đó, về lộ trình xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 33 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh đến năm 2025 lên 93 xã, đạt tỷ lệ 80,17%. Về lộ trình huyện nông thôn mới giai đoạn, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 2 huyện nông thôn mới và 1 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số đơn vị cấp huyện thực hiện hoàn thành chương trình nông thôn mới đến năm 2025 là 6 đơn vị, tỷ lệ là 54,55%, trong đó huyện Chợ Mới hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2024, thị xã Tân Châu và huyện Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2025. Về lộ trình huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, phấn đấu huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 33 xã và 3 huyện thị xã nông thôn mới, một huyện nông thôn mới nâng cao, đảm bảo đạt chuẩn theo lộ trình tại quyết định này. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch giai đoạn và hàng năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lộ trình. Giao các sở ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giai đoạn và hàng năm để hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí chỉ tiêu phụ trách. Hàng năm, cân đối các nguồn kinh phí, kể cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp, từ các chương trình mục tiêu dự án thành phần do sở ban ngành phụ trách ưu tiên hỗ trợ bố trí cho 33 xã và 3 huyện thị xã nông thôn mới. Một huyện nông thôn mới nâng cao theo lộ trình tại quyết định này. Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh An Giang, đến cuối tháng 10 năm 2022, lũy kế tổng số các trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh trên 12.700 người, có trên 7.000 trường hợp còn sống, số người bệnh nhiễm đang điều trị trên 5.400 người và trên 5.600 trường hợp tử vong. Riêng 10 tháng của năm 2022, toàn tỉnh phát hiện mới 256 bệnh nhân nhiễm HIV, 6 trường hợp chuyển sang S và 33 trường hợp tử vong do S. Những tháng đầu năm 2022, tỉnh triển khai nhiều giải pháp tăng cường tìm ca nhiễm HIV tại các cơ sở y tế cũng như cộng đồng thông qua các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng để giới thiệu chuyển tiếp thành công đến cơ sở điều trị, tăng cường tư vấn HIV cho đối tượng nguy cơ cao, nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị nhanh và điều trị trong ngày, cấp thuốc ARV nhiều tháng. Tỉnh cũng đang nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ dự phòng chăm sóc điều trị cho bệnh nhân HIVS như điều trị ARV, methadone, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, PEP, dự phòng chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, dự phòng chẩn đoán và điều trị lao, viêm gan virus, các bệnh đồng nhiễm thường gặp, phối hợp trong điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, tư vấn xét nghiệm điều trị PrEP và các biện pháp dự phòng khác. Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIVS năm 2022 có chủ đề chấm dứt dịch S, thanh niên sẵn sàng. Ngành y tế tăng cường quy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng chống HIVS, tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIVS, đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV, cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng chống HIVS cho người dân, đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức lễ ra mắt Quỹ nghĩa tình đồng đội, Quỹ hưu trí huyện và họp mặt 43 năm kết nghĩa giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với Tiểu đoàn 2, Đoàn 9905. Tham dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Chào Chắc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Thị Minh Kiều cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm nhấn mạnh, lễ ra mắt và họp mặt nhằm tôn vinh và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, cho hạnh phúc của nhân dân. Đây là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức ra mắt Quỹ nghĩa tình đồng đội, Quỹ câu lạc bộ hưu trí nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, giúp đỡ hỗ trợ cán bộ, đồng đội khi gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Tại buổi gặp mặt đầy tự hào, cán bộ tiểu đoàn 2, đoàn 9905 giao lưu kể chuyện về thời gian làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Quỹ nghĩa tình đồng đội huyện Thoại Sơn là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, được thành lập vào ngày 30 tháng 7 năm 2020. Với nguồn vốn ban đầu 1 tỷ đồng do các sáng lập viên đóng góp và vận động thêm từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương đóng góp. Quỹ câu lạc bộ hưu trí huyện Thoại Sơn được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 với nguồn vốn ban đầu là 1 tỷ 26 triệu 400 ngàn đồng do các sáng lập viên và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp nhằm hỗ trợ giúp đỡ cán bộ hội viên hưu trí đang gặp khó khăn, đau ốm, phúng viếng, tổ chức mừng thọ cho hội viên hàng năm từ 75 tuổi trở lên, kinh phí sử dụng từ lãi suất tiền gửi tiết kiệm hàng năm của quỹ. Dịp này có một tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen kèm logo vì đã có thành tích đóng góp kinh phí vào quỹ hưu trí và quỹ nghĩa tình đồng đội huyện Thoại Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn vừa phối hợp với VNPT An Giang tổ chức tập huấn hướng dẫn vận hành phần mềm trung tâm điều hành IOC. Tại buổi tập huấn, các đại biểu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng khai thác phần mềm điều hành thông minh VNPT cho lãnh đạo và cán bộ công chức của Ủy ban nhân dân huyện.
Hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm giảm thời gian thực hiện báo cáo, tăng cường tính kịp thời của thông tin, số liệu báo cáo, tính minh bạch trách nhiệm của các cá nhân trong việc cung cấp thông tin số liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý, tạo ra và lưu trữ được các thông tin số liệu mang tính chất hệ thống đồng bộ và cho phép so sánh, đối chiếu, kiểm tra chéo thông tin số liệu từ các nguồn khác nhau. Thông qua buổi tập huấn, giúp lãnh đạo và cán bộ công chức phụ trách nắm được tổng quan cách vận hành hệ thống và thực hành các thao tác xử lý cơ bản trên phần mềm, thuận lợi trong việc sử dụng hệ thống phần mềm khi được triển khai thực hiện. Với tôn chỉ học Phật tu nhân và đường hướng hành đạo vì đạo pháp vì dân tộc, thời gian qua bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh ngoài việc lo tu học mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Những hoạt động từ thiện xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng phải kể đến như cất nhà, xây cầu, làm đường, xe chuyển bệnh miễn phí, bếp ăn từ thiện, xây dựng nghĩa địa nhân dân. Trong đó, nổi bật là mô hình xây cầu, làm đường giao thông nông thôn. Toàn tỉnh hiện có trên 9 tổ cầu đường của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tính từ năm 2020 đến nay, các tổ cầu đường đã xây mới 281 cây cầu bê tông, dây dăng với tổng số tiền trên 102,6 tỷ đồng, thực hiện trắn bê tông, rải đá, giảm giá trên 150 km đường giao thông nông thôn với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động trong suốt quá trình thực hiện các công trình từ lúc chuẩn bị khởi công cho đến khánh thành và đưa vào sử dụng. Với những việc làm ý nghĩa đó, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh An Giang đã đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh. Qua đó, còn giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, văn minh.